Xin chào cả nhà, mình nghỉ trưa cả nhà ơi, mình buồn miệng mình hái mấy trái cây mình ăn buồn miệng nhất chưa ơi, đâu có đủ nè, bần rồi trái tắc xài, đây là trái nhào đó, cà me luôn, tầm ruột các loại. Bây giờ mình thử cái này trước đi. Chà, mời cả nhà nha. Được, cũng im. Mời nha. Trà sống à. Ở nhà dùng nhào nha, trái nhào á. Cay cay trái nhào. Mời nè. Cũng gần gắn bầm dập chân. Có bầm. Chưa nhỉ? Cái này ăn giòn lắm. Tôm ruột cả nhà. Mình chưng mắm hột vịt xong rồi nè ơi. Mời cả nhà dùng giấc chơi với mình nha. Thưởng thức là dưa leo, chuối sống, rau muống, lá cóc, lá bông súng luôn, là bông súng và cái này cây chuối cay nha cả nhà. Lấy cái lẩu trong khế với bắp chuối nè, thử trước đây cả nhà, thử ngon không? Dính gì quả mắm. Được, êm á, ngon. Cái tim mấy chú trong ngọt hay à. Ngọt. Muốn động cái nha. Quá trời. Cái chú luôn, qua tà cho chú ở chấm chân chuỗi đó. Ở nhà quá thiệt. Ngọt. Ở nhà nha.
Gần thiếu sáu cắn từ dưa chưa cả nhà. Phải cho ba mắm với vịt gì nè, tép gì nè, về mình làm nó mắm cứ chưa này coi. À, hay quá. Được rồi. Lẩu mắm trong trái dừa nha cả nhà. Quá đã luôn. Thế thèm. Nãy mình về ngoại cho mà có 5-9 vịt, mình tưởng đâu hộp vịt lạc. À, giờ vịt lộn mình lỡ đập vô rồi, nấu vịt lộn luôn cả nhà. 5-1 luôn. Tưởng vịt lạc bây giờ thành vịt lộn rồi. Rồi mời cả nhà dùng bún với mình nha. Luôn nha. Thành ấy thùng lạc thành vịt lộn luôn rồi. Mời cả nhà nha. Nóng quá. Vui nha. Rồi nè. Qua tận. Chỉnh. Lẩu mắm hột vịt luôn à. Mà cả nhà lẩu mắm hột vịt luôn. Vàng. Đâu có nhà ơi. Vô nghĩa nhà. Nóng lắm. Nóng quá. Bơm. Mà cả nhà. Ở cả nhà. Cả nhà. Nóng quá. Quá nóng. Rồi mình dùng nó xong, chúc cả nhà buổi chiều thật là vui vẻ nha.